เสียวเตี้ยวเสียวตั้งจะทำเหมือนกันนะเนาะเดี๋ยวนี้เสียวเตี้ยวเสียวตั้งจะทำเหมือนกันนะเนาะเดี๋ยวนี้เสียวเตี้ยวเสียวตั้งจะทำเหมือนกันนะเนาะเดี๋ยวนี้เสียวเตี้ยวเสียวตั้งจะทำเหมือนกันนะเนาะเดี๋ยวนี้เสียวเตี้ยวเสียวตั้งจะทำเหมือนกันนะเนาะเดี๋ยวนี้เสียวเตี้ยวเสียวตั้งจะทำเหมือนกันนะเนาะเดี๋ยวนี้เสียวเตี้ยวเสียวตั้งจะทำเหมือนกันนะเนาะเดี๋ยวนี้เสียวเตี้ยวเสียวตั้งจะทำเหมือนกันนะเนาะเดี๋ย
chém một cái nhu nó hồ xem cái nhu nó là cá cá cứng cơ thì để nó chém mà tay không cái buồn nó nên nên tay cứng cơ mà vô tới không cái buồn nó cho lò cho bé nó sẽ chơi bắt yên nó nữa ha tay lưng để nó tay chỉ lưng nó chỉ cho nó mà để tay con diệt thia mình con nó ở để tay li bé một đây nữa chém nó vô mà cho lò hậu tủ con gió nó hậu tủ con gió hay cho gì bắt yên là chơi vô mà cho lò hậu chỉ xem cái bốn này sẽ được cùng đơn mình bốn là ư nữa bây giờ nó chỉ cho chúng ta sẽ đem phương tiện để hạ cho nó xí mà các ta là sẽ không đồ nữa cho nó chỉ như qua nên học sinh thế là muốn giáo học quá thì cả nó chưa xong nó ở mức khờ là chị muốn giáo sản đâu chị mà học quá nó chị thổ thứ cơ yếu nó là muốn chờ đây rồi cả cái cho mùa nó hầu nó là cả giống rồi cũng nó nên bây giờ nó cần để chắc rồi đi rồi dùng món cho lò của nó chỉ mình có nó có món cho con nó sẽ ăn sẽ một cái nước tay lâu rồi món đây cho con nó phải là bây giờ thì dùng món cho họ của một cái nước sẽ đi rồi lần này đang buồn nữa rồi là sẽ học cái buồn như sai cái chỗ đấy một con bò con bò chỉ làm cái chỗ gì con lúa nó cho mùa hậu thôi rồi dùng món cho chỗ có sao vừa làm hết rồi anh vừa nó xoay cho lò ký sơ cho bác yên á có nãy cho chay nó mang chế cứ gửi đi thế này cái sức to hơn nhé mình xay ở đất có bốn chế cho là chín chế rồi ôi cho chín chế sắc lửa đi chín chế kia đi thầy chỉ trong cái trong cái mấy xì xong nè, cho nó chuẩn chế cho ô, mẹ tao cho mình hỏi sắp khí lô nói chê mỗi cho cái chùa còn mò đó mỗi chùa chùa tao nó thế mình có nó cũng thể tao chả phát ý à thế chúng ta cho một ký thế nè nó nó sẽ tao cho bác yên lời họ chẳng phải một chỗ mà ký một nó xin nè ồ mẹ mẹ dù sợ họ hôm nay nó chê của chúng ta tại sĩ bò lưu nó cho một hôm nay đơn độc họ chúng đổi có ý nghĩa mua mua chê à dù nó cho là tổ phút gió nó ở hôm cho nó đây mình có nữ mà ký họ nó sẽ chúng ta cho con nó mà để nó hôn đây rồi à chê của nó mất hôn á chị xe nó hơi này ở mất tổ thì xe mà đi xe nó xe nó tư trong nó chị mà đi mất xe rồi nó hơi chế chế từ nó á đây tư bầu nè thật sự con nó gì cá cưng con nó mở hầu này chỉ mua gan dưa chị mở cho nó tổ con gió kia mở kín nó là cá thân nó thì thử chỉ mua gan cho nè và muốn cây trồng là muốn cây cho là ô tô hay giặt cá nữa thì mỗi hôm nay cứ cho một chỗ có gió đó họ cỡ xíu mới xảy mà kiếm chờ bác giá đó để cuộc chờ mấy mình cho thiết chờ mấy phô rồi đến thôi cùng á tao chị có cái xíu mất trời mà ký gió chị cũng đang mất cho bác giá nó chọn nè thì mình có nói là cho bác giá nó chúng ta yêu chúa ta chị
rồi cho một ký xương cái nữa đi khuôn đầu xếp lát thôi đi nữa bây giờ này cho lúa thế giờ này cô chị tao nó đưa thế nên chị xì theo đó chị cũng chắc là tiền cho nên cho chị thế cho mấy phô vừa nên tao nó theo lò là do tiền nên cho lòng cho ý là cụ thế cô giờ xì thế nào nếu mình chỉ ăn cho đó chị mà cô nó trong đây bây giờ lâu thế cho lâu giờ phục hồi sẽ chị nó bắt ý chị cá không có nữa chế phải ô tô xe mình có nó là bớt xì thế cô ấy chơi xin nó quá nó mà lấy ly ở cho tôi mà cô ấy chơi cho sốt lá cho sốt lá là có ô tô phố mấy bên đó rồi chờ nóng chạy bên đó rồi tàu lô ngắn hàng cả đêm mình chụp bớt chứ tàu chơi xin nó vừa nó mất chợ cái nó tệ để trong này chắc một ký xe chắc ăn à chụp tê bây giờ lo trong ti ký sờ có nó còn cay thia khó bắt yên để nó nói ôi dồi cái gì mà tao lúc mà tao nó chơi cùi ở đâu lại có sao thia ở trong tao đủ trầu nè luôn chỉ tên nữa có chỉ mót nói rằng luôn tên nè cho nói luôn tên luôn nè cái liền tới chị kia có chữ hả thầy có sao chưa nó chỉ mất ký sự chưa này ở ít lúc con gì rất giàu đó mình thấy thì mình thấy ô thia mình thấy rất giàu ô thia nên tới chị tây già thia thời gian đó mình thấy nhớ chị học thia mình thấy con gì thế nữa mất đồ mất tiền gì đó mất cho ôi yêu mất thì tôi đủ cho lò ký chờ thiên nè cho tao đố nó mà nhưng cho gì tao chơi nè sợ thì nó đã chỉ là nhưng tao ký tao đố chờ ô tao đố chờ thế liền nè trong chơi nó chỉ mới cho là ký chờ nè tao tao bây giờ tao chơi mới giờ khi trời cái sáng cái này cái thế gì trong kia không chỉ nè tao bây giờ tao chơi tao chỉ nói với ông ba sáng sớm cho chị bỏ lưu bắt đầu mua nữa giờ mua chơi giờ ông ba cho là chia có chia giờ mất tổ có trăng rồi giờ là chỉ chọn cây thế chọn ba nữa nữa sáng nay chơi cũng là sáng sớm cũng chọn lưu bắt đầu mua nữa nó có tiền rồi mua hàng nữa rồi sáng sớm mua hàng nữa chơi mất trời chơi cho vô ký dấu nó nó gì cái không có liều cho coi mà lên gá chỉ tâm bò để lo ký ít cho dấu nó chẳng nói chơi của nó mới về trời của nó ký dấu nó con ta tật cho giờ nó vô ký trời bạn yên trâu trâu chú ý khó nó chỉ có trâu cú mình có nó mà ít trâu không trâu nó cho nó chơi trâu chiều nay cho nó chơi cái cha không chơi cái cha cha chúng ta biết cha mà biết cha còn cho cái này nó đã cha cha mà đi tôi giáo cho con nó cho nó cái tát cái gì ông thầy à cái tát cái gì đó cô thì chẳng ai cho ký cho nó nữa nhưng cái này mong tay cho là ký vẫn đây cho còn cái là xía cái nó này là ký trời tay em để cho nó người ta không có gì nữa phải nói là chưa tác không hiểu à cái sáng kia cái này nhưng cái này cái sao đó món nào nữa cho nó nè chị tập thế này vẫn là cái xe ông đâu mà tập cái nọ ơi nó chỉ cần sạch lót thì nó thật tao phải niệm tao đưa tới chỉ mà thật chi ôi dù thế sợ luôn á thì chưa có gì chơi mà ký cho bác yết rồi thế đi tao chơi ở lòng bom mình sẽ cho xỉ lưu nữa
giờ chỉ bỏ lư nhất trên tay non nữa. Nó chỉ có cái gói đi, nó phải yết cho nó. Cho nó chè của mấy là tụa cút xoay lư nó chè của là mơ trời xì lư nó đê tụa nó nên xài gỡ vô mơ xài kí rõ xa chè của hoa lọ bá mình xài mơ đê trôi nơi mất tụa nó cho xì lư nó mà như ấy cho xì lư cá thương ngồi chè ở bên con hà dọ à cá xa lì hò thứ tụa của xa ổn đê chè mơ lư cho hậu chè mất tụa gò mua chỉ biết cho món nào hả na, nó xài cá nhờ, nó cho món thế à? Lì lì nó sẽ phát cho món cho nào nó sẽ phát cho lì ở đây lì nữa. Lì này cũng mới cho mình rồi thì nó nhớ cho sáng mẹ cà chỉ một cái lì nó rồi thì lì này tàu lò chỉ thấy nó cứ chỉ à, tàu lò chỉ lò để bé mặt một đây là ổn nó đó chị sẽ để chị là sẽ ưu mày cho nên một đây kia nãy giờ với họ kìa nếu không một chị to lò mà một đây đổ cho bé nó đó chú cha là tỏ chèo với hữu cha ở xin to thằng này đó tàu ô tàu con gì khá chấp lên khá chấp lên nữa chú xe sư chú gì cá hỏi giúp ta nữa ô chị hàn xe chị chỉ bỏ lên cái xe sư ý chú xe hỏi cho chị nữa có chị tụi nó có chị thấy mỗi chân tự cái là tụi kín đó tụi bé hồi giờ qua bé luôn chỗ nó thia nó chè cũng thia lì tua nè chè chỗ con dìa chỗ nó cũng khử chỗ nó nè chỗ khử chỗ nè ni bé để tôi trong luôn chè chè bé hồi giờ là mới trồng luôn chè được khử cho chỗ nó nè chỉ tao tua lửa chả lửa họ chỉ tao nó mò cho đi coi đi tôi khỏi thứ to à đã liết to nè liết to tôi đi cứ tôi rồi còn đi mà nét cô nó sao chỉ cho khi nét cô đi cô mỏ mỏ cho mình xanh cô nè nét cô đi nét thấy rồi trời thôi không lo à nét cô nè ô cái chi mất cầu luôn rồi cái gì mà mấy người sát thôi cho nên ê, có một con nào của trâu nắm tàn trâu gì ạ? Nó tôi nhặt trâu trâu mấy người vô nhìn nhặt trâu của chị nhìn nó phá gì từ chứ? Ừ, trâu hiện tại chơi cái thứ nhìn nó chơi thì mà đông trâu nhỉ? Ừ, của chị nhìn nó phá gì ta xì tới giờ của chị nhặt trâu là ý là chơi tấu chưa mà trâu chỗ này của chị trâu phá gì mà? Ừ, giờ nó vặn luôn rồi mà của chị cứ nhìn nó phá gì sắp rồi chết nó. Ừ. Nó cho tôi mò nữa, chè hô của chè chỉ tôi nữa mà chè có gì trái lâu bây giờ nó phải phê xí lâu, nó nhìn cái này chè phương tử trong đó phải xe ở nè chè nó chè bà yên nè nó sẽ có bà xì ở cái gì bà yên có thể bó chùa, bó rễ nè bế hô chè bà yên nó giống như chè xì nè báo cơ ở cái gì nè hà, phê xí lâu mới nhìn thấy bây giờ mình chú mình nhỏ nó ra nè xe nè để thật xì ra ít chỗ phương yên và cô sơn đã tiệt chụp hình mua thay nó thay hậu luôn xí đó xí mà nhưng chỉ muốn lựa
rồi dân cho biết sẽ tôi sẽ đi theo vì giờ kiểu nó kiểu hậu nó chỉ lúc thứ là như nó số lúc số mai vô vô lúc chỉ đó giờ mỗi kiểu dân gọi nó không tôi rất là thật sự nó chỉ phong duyên á không đi hài ạ dân tôi thì mỗi đây chỗ chỉ cho phong duyên nó cho biết ok số lúc chưa hết thì mới dừng được sự tôi sẽ sợ nó cũng nó ok nè mình nó bé chân này sụt nó mau kêu chân mấy phong như lấy chân mấy phong này tay số nó sụt có tập mình có nãy đồ mò nữa mò chân gì bò lưng gai tua thia tua có gió thia mò đi chưa là đâu chả bắt yết kí mà nó chỉ bé theo tao giờ gió mò gió xin á con này là con này thì con này chín lâu rồi ho tú lâu rồi chú cho họ thế à bắt yên mà cũng bỏ lỡ để không gì dần nữa tới chuyện nhà làm mòn đòn thế mòn đòn thế là cái gì nhà là tên mòn và thấy thế sự thấy thế sự bấm mòn nhau mày cả sự bấm mòn này bạn yên ta yếu bấm đòn không phải yên là bấm đòn nhở yên là lá xe nhở nó cái này không ừ nó yên thằng bé nào kêu chả phong như thế chả mi à nhiệt tay nhiệt phát xuống sạt tuổi nó bé nằm mò nó tao luồn mò nó chị nhớ ít luồn mò nhớ gió mò tao xía thì tia nè chị chờ nè nó bé nào luôn sạt tông nè ừ cho các chị xí phân đi đi lâu xí đại cái nhiệt tia vào nhưng không còn nên rơi vào kia nè nè cái mà nó mò tia chị nhớ nhớ trời nay tới trời chỉ một xí phân lừa lừa nhiệt gì mà nó còn đó bố trời nay xí đời thế nè ở trên tàu trôi họ nói cho phong yêu số lo sợ từ lúc xí hở và lo cùng mình có nãy ưu vào mỏ nó thia bé họ mặc xin chỉ đùa nè xin chỉ đùa